Trên thế giới, tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, đã ghi nhận hơn 21 triệu 800 nghìn ca mắc COVID-19, trong đó hơn 772 nghìn ca tử vong. Điều đáng chú ý, riêng trong ngày hôm qua, hơn 30 quốc gia trên thế giới ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 vượt 1.000 ca. Các quốc gia có số ca nhiễm trong ngày từ 1.000 ca đến 10.000 ca, tập trung chủ yếu tại Mỹ Latin, châu Âu và châu Á. Bốn quốc gia đứng đầu danh sách các nước ghi nhận 1.000 ca nhiễm COVID-19 chỉ trong một ngày là Ấn Độ với 65.002 ca, Brazil với 60.091 ca, Mỹ với 52.799 ca và Colombia với 11.286 ca. Tại châu Âu, Tây Ban Nha ghi nhận 5.479 ca mới trong ngày, trong khi con số này tại Nga là 5.061 ca. Tiếp đến là Pháp, Ukraine, Vương quốc Anh, Đức và Romania. Tại châu Á, Philippines công bố 6.134 ca mới trong một ngày, xếp sau đó là Iraq, Iran, Bangladesh, Indonesia. Tại châu Phi, ba quốc gia có số ca nhiễm mới trong ngày từ 1.000 ca đến 10.000 ca là Nam Phi với 6.275 ca, Maroc 1.306 ca và Ethiopia 1.038 ca.